chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Sức khỏe và Đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng lưu ý. Sản xuất được Clolamin B, Việt Nam chủ động hóa chất phòng chống dịch, gia tăng các bệnh về mũi họng do giá rét. Trong mục thầy thuốc với người bệnh, mời các bạn tìm hiểu về rối loạn tiêu hóa ở trẻ. Bài thuốc xông để chữa bệnh cảm lạnh sẽ là nội dung trong mục cẩm nang y học. Cuối chương trình là câu chuyện về Trung tâm Y tế huyện Quế Châu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trước quy định thông tuyến bảo hiểm y tế tuyến tỉnh. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Việt Nam đã sản xuất thành công hóa chất khử khuẩn Clolamin B, được cấp phép đủ tiêu chuẩn sử dụng trong gia dụng và y tế, đồng thời giá thành của sản phẩm cũng rẻ hơn so với ngoại nhập. Thành công này đã giúp ngành y tế nước ta chủ động hóa chất để thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong ứng phó với các đại dịch, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ngày 13 tháng 1, tại Hưng Yên đã diễn ra lễ bàn giao hóa chất khử khuẩn cho Bộ Y tế để sử dụng vào công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh. Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chúc mừng công ty cổ phần tập đoàn hóa chất Đức Giang là đơn vị đầu tiên trong ngành hóa chất Việt Nam đã nghiên cứu sản xuất thành công hóa chất Clolamin B và đã được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. Thành công này đánh dấu một bước tiến mới trong công nghệ ngành hóa chất của Việt Nam, đồng thời giúp các địa phương và hệ thống y tế chủ động nguồn Clolamin B và các hóa chất để khử khuẩn môi trường, phòng chống các loại dịch bệnh. Vừa qua, thầy và trò trường Trung học phổ thông Đức Hợp đã tham gia cuộc thi giải pháp cho tương lai do Samsung tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh với sản phẩm găng tay giao tiếp với người câm nhằm giúp người câm dễ dàng hòa nhập và giao tiếp với cộng đồng. Sản phẩm đã đạt giải khuyến khích. Sản phẩm hoạt động dựa trên nguyên lý là tay thực hiện các ký hiệu đã định sẵn cảm biến. Thiết bị này sẽ cảm nhận các chuyển động của tay và truyền tín hiệu đến thiết bị xử lý thông tin và tiếp tục phát tín hiệu đến một module giải mã và khuếch đại âm thanh. Nhờ vậy mà người câm khi sử dụng găng tay này có thể phát đi nội dung bằng tiếng nói tới người xung quanh. Hoạt động của găng tay nhờ nguồn điện 3,7V dự trữ trong pin. Sau hơn 5 tháng chế tạo và thử nghiệm, sản phẩm của thầy và trò trường Trung học phổ thông Đức Hợp mang đi dự thi đã vượt qua hơn 300 sản phẩm lọt vào top 10 giành giải khuyến khích. Với những sản phẩm này, hy vọng sẽ mở ra một cách giao tiếp mới, giúp cho những người câm có thể dễ dàng hòa nhập cộng đồng. Những ngày qua, thời tiết rét đậm, rét hại, bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú các bệnh về tai mũi họng tăng cao, ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên. Tại khoa tai mũi họng Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, lượng bệnh nhân nhập viện điều trị các bệnh về tai mũi họng tăng cao, đặc biệt là người già và trẻ em. Tại khoa có 40 giường bệnh, một tuần nay đều ở trong tình trạng chật kín bệnh nhân, có ngày lên đến trên 50 bệnh nhân nhập viện. Tỷ lệ bệnh nhân tăng trên 30% so với thời điểm trước đợt rét, chủ yếu là các bệnh về đường hô hấp như viêm xoang, viêm họng, viêm amidan, viêm phế quản. Nhiều bệnh nhân xuất hiện các biến chứng nguy hiểm. Bác sĩ khuyến cáo trong những ngày giá rét, mỗi người nên chú ý vệ sinh mũi họng hàng ngày, giữ ấm khi đi ra ngoài, cùng với đó là chế độ ăn uống giàu dinh dưỡng, bổ sung thêm vitamin và khoáng chất để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Thời tiết giá lạnh khiến những bệnh như viêm da cơ địa, vẩy cá, á sừng và một số bệnh về da có vẩy khác có xu hướng gia tăng. Bệnh có thể không gây chết người nhưng khiến cho mọi sinh hoạt của bệnh nhân rất khó khăn. Theo các bác sĩ, nguyên nhân của bệnh là do nhiệt độ, độ ẩm xuống thấp, làm da mất nước, các chất bảo vệ, bã mồ hôi giảm đi, dẫn tới khô và nứt nẻ. Bác sĩ khuyến cáo những người có cơ địa da khô thì không nên tiếp xúc với các chất tẩy rửa, xà phòng, dầu gội, phải biết chăm sóc da và dùng các chất giữ ẩm. Nếu có điều kiện thì đến các địa chỉ chăm sóc da có uy tín để được chăm sóc. Không nên tự ý mua các loại mỹ phẩm chăm sóc da vì nếu không phù hợp sẽ không có tác dụng, thậm chí còn bị dị ứng mỹ phẩm, phải điều trị lâu dài tốn kém. Với trẻ em nên dùng loại quần áo bít tất bằng chất liệu cốt tông mềm thấm mồ hôi. Ngoài ra nên uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả, tập thể dục để có một làn da tươi trẻ trong mùa đông. Rối loạn tiêu hóa, biếng ăn, chậm tăng cân hay ốm vặt là một cái vòng luẩn quẩn mà rất nhiều trẻ em hiện nay mắc phải. Nhiều cha mẹ tỏ ra lúng túng lo lắng khi không biết phải làm thế nào để khắc phục, ngăn chặn tình trạng này triệt để. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Đào Thúy Đạt, phụ trách khoa Nội nhi 2 Bệnh viện Sản nhi Hưng Yên về nguyên nhân và cách điều trị hiệu quả rối loạn tiêu hóa ở trẻ em. Xin chào bác sĩ, cảm ơn bác sĩ đã tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Xin hỏi bác sĩ là thế nào là rối loạn tiêu hóa ở trẻ?
Rối loạn tiêu hóa ở trẻ thì được đặc trưng là bởi sự thay đổi cái hoạt động của các cái cơ của hệ tiêu hóa, mà chủ yếu là cơ vòng của hệ tiêu hóa. Thế khi mà các cái cơ co bóp của cái hệ tiêu hóa nó không hoạt động nhịp nhàng, nó sẽ dẫn đến những cái tiêu hóa thức ăn của trẻ con nó thay đổi, và như thế là sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cái vấn đề là rối loạn tiêu hóa, là cái từ mà mình hay gặp. Khi mà trẻ mà bị rối loạn tiêu hóa thì thường là đặc trưng bởi một số các đặc điểm, ví dụ như là trẻ nó sẽ ăn không tiêu này, đấy, trẻ nó dễ bị nôn chớ này, trẻ nó dễ bị đầy bụng này, trẻ dễ bị quấy khóc mà không rõ nguyên nhân, hoặc có thể là chỉ đơn giản là trẻ sẽ thay đổi thói quen đại tiện. Đấy, có một số trẻ thì đặc trưng là bị rối loạn tiêu hóa yểu lỏng, nhưng có một số trẻ thì đặc trưng bởi việc rối loạn tiêu hóa nhưng mà lại là táo bón. Đó. Thế nó tùy từng trẻ và tùy từng đặc điểm của cái rối loạn, nó sẽ gây lên những cái biểu hiện khác nhau của cái việc rối loạn tiêu hóa. Vậy nguyên nhân gây nên rối loạn tiêu hóa ở trẻ là gì thưa bác sĩ? Cái nguyên nhân mà gây rối loạn tiêu hóa của trẻ thì có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là các nguyên nhân do đề kháng. Thế đề kháng hay đặc trưng nhất là mình có thể nhìn thấy ở trẻ đẻ non. Khi mà trẻ đẻ non thì cái sức đề kháng của trẻ rất là yếu, các cơ quan thì chưa được hoàn thiện, thế dẫn đến là cái tình trạng mà ăn không tiêu là cái tình trạng mà chúng tôi hay gặp nhất. Thế ngoài ra thì với những cái trẻ mà có được ở với gia đình nhà mình mà thường xuyên ý, thì có thể là cái sức đề kháng của em bé sau mỗi một đợt ốm này, hoặc là sau mỗi một đợt mà bị nhiễm virus này, thì sức đề kháng của em bé nó yếu và thường sẽ dẫn đến các biểu hiện là trẻ sẽ quấy khóc vô cớ này, rồi là ăn uống không tiêu này, ăn không ngon miệng này. Thế và có những trẻ thì chúng tôi đã ghi nhận là sợ bữa ăn, thì cứ thường đến bữa ăn là trẻ sẽ tìm những lý do để lẩn trốn, hay ví dụ như là không kêu đau bụng này, rồi là muốn đi vệ sinh này, rồi là muốn bắt chuyện hoặc là làm cái gì đấy để trốn cái bữa ăn. Thế ngoài cái ra thì chúng tôi còn ghi nhận những trường hợp là do cái khẩu phần ăn của gia đình thiết kế cho trẻ nó không hợp lý. Khi mà trẻ bị rối loạn tiêu hóa triền miên thì sẽ gây ra hậu quả như thế nào? Đầu tiên của cái việc mà rối loạn tiêu hóa thì ảnh hưởng trực tiếp và mình nhìn thấy ngay đấy, là trẻ sẽ quấy khóc và cái cơ thể của em bé nó không được cung cấp dinh dưỡng. Khi mà nó lại không được cung cấp dinh dưỡng rồi nhưng nó lại không tiêu hóa được cái phần dinh dưỡng đã được ăn vào, trẻ dẫn đến tình trạng sẽ quấy khóc và thay đổi các thói quen, ví dụ như là quấy khóc vô cớ này, ví dụ như nôn ọe này, rồi ví dụ như là đại tiện, thay đổi thói quen đại tiện này. Hiện tại thì cách điều trị rối loạn tiêu hóa như thế nào và phòng tránh căn bệnh này như thế nào thưa bác sĩ? Việc điều trị rối loạn tiêu hóa, cái vấn đề mà rối loạn tiêu hóa ở trẻ thì khá là thường gặp. Có các lời khuyên từ rất là lâu, khuyến cáo là 6 tháng đầu đời của trẻ thì tốt nhất là nên được cho trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn. Ngoài ra có thể cho trẻ bú đến 24 tháng. Trong cái quá trình mà bú mẹ, thì ngoài ra thì còn có một số các cái hướng dẫn khác. Ví dụ như là khi mà trẻ ăn sữa ấy, mà sữa bột, sữa công thức ấy, thì pha đúng liều lượng của nhà sản xuất này, cho ăn đúng giờ này. Đấy, tránh tình trạng là cứ trẻ nó hơi quấy một cái là lại đút bình bú vào mồm em bé. Thế này em bé nó sẽ ăn triền miên trong ngày, thì như vậy nó sẽ làm cho em bé nó tiêu hóa nó không hợp lý. Thế ngoài ra thì còn bình bú này, núm vú này, rồi là các cái phương tiện phục vụ cho cái việc ăn của em bé thì mình cũng phải giữ gìn làm sao cho nó vệ sinh sạch sẽ này, tiệt trùng và nó phù hợp với kích thước. Thế ngoài ra thì còn một số các hướng dẫn khác, một số các khuyến cáo khác, ví dụ như là cho trẻ ăn đầy đủ dinh dưỡng này, cân đối theo lứa tuổi, cần phải đảm bảo rằng các cái thực phẩm đấy là cần phải được đun chín uống này, sôi này, các thực phẩm lên men hoặc là để tủ lạnh lâu ngày thì tốt nhất là nên hạn chế. Các thực phẩm mà thức ăn nhanh hoặc là các đồ uống có cồn, có ga, khó tiêu thì cũng nên được hạn chế. Các đồ ăn mà chiên, cay. Và ngoài ra thì các bậc phụ huynh cũng nên để ý là khi mà trẻ có các cái dấu hiệu bất thường thì mình nên cho đi khám các chuyên khoa về nhi khoa đấy, để chúng ta phát hiện sớm các vấn đề. Có thể là em bé khởi đầu là từ viêm đường mũi họng, thế nhưng mà vì mình chăm sóc cái đường viêm đường mũi họng nó không thực sự tốt, dẫn đến là em bé nó sẽ chán ăn và gây nên các cái rối loạn tiêu hóa khác kèm theo. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ về những thông tin hữu ích vừa rồi. Vừa qua, thời tiết giá rét khiến cho nhiều người bị cảm lạnh. Sông lá giải cảm là bài thuốc dân gian đã có từ rất lâu đời. Hơi nước nóng kết hợp với tác dụng của các chất có trong dược thảo làm cho giãn các mạch ngoại biên, kích thích tuyến mồ hôi hoạt động và đào thải chất độc ra ngoài. Chuyên mục Cẩm nang y học kỳ này, bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Văn Phi, phó trưởng khoa y học cổ truyền và phục hồi chức năng Trung tâm Y tế huyện Ân Thi sẽ giới thiệu tới quý vị bài thuốc sông lá hiệu quả để giữ cảm. Sau đây tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bài thuốc sông để chữa cảm lạnh. Mà bệnh cảm lạnh là bệnh
rất là thường gặp, và nhất là về mùa lạnh. Nguyên nhân chính của nó là do mình cảm phải phong hàn xâm nhập vào cơ thể. Thường có thể là sau đi trời vừa gió lạnh hoặc là sau khi tắm nước lạnh mình gặp. Thì sau đây tôi xin giới thiệu thì bài thuốc để xông chữa cảm lạnh thì gồm các cái nhóm chính như sau. Thứ nhất là nhóm lá có tinh dầu để phát tán phong hàn ra khỏi cơ thể, gồm lá bưởi, một nắm lá bưởi, và lá xả thì một nắm lá xả, và nó không có lá bưởi thì ta để thay bằng lá chanh hoặc là lá tía tô, dùng mỗi thứ một nắm. Nhóm thứ hai là nhóm để tác dụng làm thanh nhiệt hoặc là hạ nhiệt cho cơ thể, có thể một số trường hợp có thể có triệu chứng của sốt thì ta dùng lá tre, hay lá tre một nắm hoặc là lá cúc tần, kết hợp với cả lá cúc tần một nắm cho vào lối sông. Và nhóm thứ ba là nhóm kháng sinh, nhóm lá mà có chứa kháng sinh, bao gồm đó là hành dùng một nắm, tỏi thì ta sẽ dùng từ 1 đến 3 củ, và đấy, tất cả thì ta cho vào một cái nồi để xông. Sau đây tôi xin hướng dẫn là cách tiến hành xông. Thứ nhất là mình chuẩn bị một cái nồi to, sau đó mình cho nước vào và đun sôi lên, sau đó mình cho các vị thuốc vào đun sôi khoảng 5 phút, cho bệnh nhân ngồi bên cạnh hoặc ngồi trên giường hoặc là ngồi dưới chiếu, sau đó mình trùm chăn lên, và cái phòng xông thì lên tránh gió. Người bệnh thì nên mặc quần áo mỏng thôi, áo lót để cho dễ thoát mồ hôi. Xông đến khi nào mà mồ hôi dầm dấp thoát ra thì là được. Đấy, thời gian xông thì khoảng trung bình từ 5 đến 10 phút. Đấy, sau khi xông xong thì chúng ta có thể ăn thêm bát cháo hành để tăng thêm tác dụng của thuốc, làm tác dụng và giải cảm tốt hơn. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, quy định về thông tuyến bảo hiểm y tế nội trú tuyến tỉnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế bắt đầu có hiệu lực. Trước quy định đó, Trung tâm Y tế huyện Khói Châu tiếp tục chú trọng nâng cao công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân, tạo niềm tin để người dân yên tâm điều trị. Ông Hoa Văn Chuốt ở xã Tân Dân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đã lâu. Ông thường xuyên phải vào Trung tâm Y tế huyện điều trị. Tại đây, được sự chăm sóc tận tình của y bác sĩ cùng với trang thiết bị hiện đại, ông hoàn toàn yên tâm. Một năm tôi đã nằm ở đây khoảng 8 lần. Tất cả là y bác sĩ quan tâm đến coi như bệnh nhân rất tốt. Mấy lần giới thiệu đi kể cả Phú Lỗi, Hưng Yên tôi cũng lại quay về đây. Cũng như ông Chuốt, bà Nguyễn Thị Thành ở xã Tân Châu từ lâu đã đặt trọn niềm tin vào các bác sĩ y học cổ truyền nơi đây. Tôi điều trị được 1 tuần rồi ạ. Nói chung là các bác sĩ là quan tâm và y sĩ là cũng làm tận tình đơn chốn, rất là tốt, sức khỏe là cũng đang tiến triển. Trung tâm Y tế huyện Khói Châu là bệnh viện hạng 2, hoạt động theo mô hình lồng ghép giữa điều trị với dự phòng. Bệnh viện có quy mô 150 giường bệnh với trên 200 cán bộ viên chức. Trung tâm Y tế duy trì tốt danh mục kỹ thuật trong điều trị như điều trị tiểu đường type 2, rối loạn chuyển hóa lipid, nội soi tai mũi họng. Mới đây nhất, Trung tâm Y tế được trang bị thêm máy siêu âm màu phục vụ công tác khám chữa bệnh. Ngoài ra, Trung tâm còn thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao chuyên môn cho cán bộ y bác sĩ về các bệnh hô hấp, tim mạch, rối loạn chuyển hóa. Từ đó, tỷ lệ người bệnh được điều trị ngoại trú tăng lên, góp phần giảm tải bệnh viện và giảm lượng người bệnh chuyển tuyến trên. Bắt đầu từ mùng 1 tháng 1 năm 2021 thì sẽ thông tuyến tỉnh để điều trị bảo hiểm nội trú. Để trước cái tình hình đấy thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch ngay từ đầu năm là xây dựng cái kế hoạch đào tạo cho cán bộ y tế và có cái kế hoạch để cải tạo, sửa chữa, nâng cấp một số cái khu vực, cải tiến chất lượng điều trị và chất lượng phục vụ. Thì tôi tin tưởng với cái sự chuẩn bị đầu tư của Trung tâm Y tế và đội ngũ cán bộ rất là nhiệt tình và có trình độ chuyên môn cao thì chúng tôi sẽ phục vụ tốt cho nhân dân để nhân dân hài lòng để điều trị ở tại Trung tâm Y tế Khói Châu. Có thể nói với sự nỗ lực nâng cao tay nghề cũng như đầu tư cơ sở hạ tầng thiết bị, Trung tâm Y tế huyện Khói Châu đã và đang tạo được niềm tin đối với người bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Tạp chí Sức khỏe và Đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.